Chào tất cả mọi người đây. Lại là em đây. Em sẽ view cho bác mẫu điều hòa nhá. Con này là con mẫu 10.000 này các bác này. Mẫu 10.000 Panasonic. Đấy, 10.000 Panasonic. Con này có mã 259TB. Sử dụng điện 100V, điện 100V. Đấy. Ga 410 các bạn. Ga 410. 100V. 640W, 640W các bác nhá. Đây 640W này. Điện 100V. Tổng tiết kiệm điện của nó 5,3. Tiết kiệm điện cực kỳ luôn các bạn. Cực đẹp, con này cực đẹp. Đấy. Con này siêu đẹp luôn. Đây. Bên trong thì rất là mới này. Đây. Rất là mới nhá. Đây. Đáng xí xịt lại cái ấy đi bẩn cứ nguyên này. Đây. Trông rất là sạch sẽ mới nha các bác nhá. Máy 10.000. Máy 10.000 PTU. Đấy, máy 10.000 với máy 9.000 thì chênh nhau rất là ít, nhưng vấn đề là cái công suất của nó chạy là khỏe hơn đấy các bạn. Công suất chạy khỏe hơn. Đây. Dàn nóng này. Là nóng cực đẹp. Là nóng cực đẹp. Con máy 10.000 PTU này. Đấy. Máy là máy 10.000 các bạn, chạy khỏe hơn máy 9.000. Tiết kiệm điện cực kỳ luôn các bạn. Đấy, máy 10.000. Máy 10.000 thì chạy ở phòng khoảng 13 đến 14 mét vuông. Nó tùy, nếu mà nó không chịu nóng thì chạy ok các bạn. Đấy, hàng zin bản đẹp lung linh luôn. Đẹp lung linh luôn các bạn. Với máy 10.000 này. Đấy, các bác nào cần inbox chưa? Con máy 10.000 này như em bán bây giờ mới giá là 4 triệu rưỡi các bạn. Chỉ có 4 triệu rưỡi thôi. Đấy, giá cực kỳ yêu thương các bạn, cực kỳ yêu thương luôn. Giá 4 triệu rưỡi. Các bác đã con máy 10.000 BTU chuẩn tiêu chuẩn Nhật Bản luôn. Đấy, nóng lạnh ok. Nóng lạnh ok, inverter tiết kiệm điện các bạn. Đây. Đá ơi. Từ từ ra mở xem cục nóng này dàn mấy lớp. Để em sẽ kiểm tra luôn bên trong cái dàn nóng của nó các bạn nhé. Xem là nó gấu như thế nào. Cái máy 10.000 như này thôi nhưng cực kỳ gấu các bạn. Cho màn lạnh xuống rồi mở dàn nóng xem kiểm tra nó dàn có là dàn mấy lớp. Cho màn lạnh ra ngoài phơi trời nắng cho khô. Đây em sẽ kiểm tra là nóng nó gấu như nào các bác nhé. 10.000 thôi nhưng ít ra máy 10.000 trở lên là nó là dàn đồng hai lớp các bạn. Dàn đồng hai lớp. Đây. Đây, máy 10.000 thôi các bạn. Nhưng nó đã là dàn đồng hai lớp. Đây các bạn. Dàn đồng chóe sạch sẽ luôn. Cực gấu luôn. Đấy, máy 10.000 đấy. Các bác xem có gấu chưa? Dàn đồng hai lớp bên trong rất là sạch sẽ này. Các bác nhá. Với giá là ok rồi. Với giá là 4 triệu rưỡi thôi, đóng vào đi. Với giá là 4 triệu rưỡi. Các bác cần inbox chưa? Con máy 10.000 BTU hiệu Panasonic các bác nhá. Chỉ có 4 triệu rưỡi thôi. Các bác đã sở hữu con máy điều hòa rồi. Giá cực kỳ hấp dẫn. Ngon bổ rẻ các bác nhá. Đấy, các bác cần inbox. Ok, cảm ơn các bác. Các bác xem video mà cần thì liên hệ cho em số điện thoại là 096 15 19 122 các bác nhá. Ok, cảm ơn các bác.